Hey, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đức và đây là video đầu tiên của mình. Trong video này mình sẽ cùng các bạn unbox, review và trên tay một đôi giày cực kỳ hot, cực kỳ hype mà vừa mới được ra mắt gần đây. Và theo như tựa đề của video, đôi giày mình muốn nhắc tới ở đây đó chính là đôi Air Jordan 6 Travis Scott phối màu Olive. Và không để dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Và trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc và xuất xứ của đôi giày này. Vào năm 2017, Travis Scott, một rapper, một fashion influencer cực kỳ nổi tiếng, đã cho ra một phiên bản collab với Nike có tên gọi là Air Force 100 Travis Scott và chỉ được bày bán duy nhất tại ComplexCon. Và kể từ đó, Travis Scott và Nike đã cho ra hàng loạt những mẫu giày mới cực kỳ nổi, cực kỳ đình đám và có những mức giá resale cao ngất ngưởng. Những đôi giày có thể kể đến như là đôi Air Force 1 Travis Scott phối màu All White, đôi Air Force 1 phối màu Sail, Air Jordan 4 phối màu Cactus Jack và nổi bật nhất đó chính là đôi Air Jordan 1 phối màu Mocha. Và trên tay mình đây, trong chiếc hộp này là phiên bản collab mới nhất giữa Travis Scott và Nike. Ok, trong kiện hàng này chúng ta có một bill tới từ Nike và nhân vật chính của chúng ta. Ok, nói sơ qua về chiếc hộp giày này thì đây là một chiếc hộp được thiết kế khá là đơn giản, cùng với những tông màu chủ đạo như là đỏ và olive. Phần cạnh giày như chúng ta có thể thấy ở đây là một logo của Cactus Jack, một logo của Air Jordan, cùng với đó là sizing của đôi giày. Như bạn thể thấy ở đây là size 8 US. Phần cạnh sau thì cũng không có gì là đặc biệt ngoài hai icon của Cactus Jack và Air Jordan, cùng với một icon lớn biểu tượng Jumpman khá là nổi tiếng của Jordan. Và ok, let's dig in. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở hộp thôi. Và trong này theo như mình thấy đây là một lớp giấy bọc màu đen và kèm theo đó là một lớp giấy bọc màu trắng. Theo như mình thấy thì đây là một đôi giày được đóng gói khá là cẩn thận, khá là tỉ mỉ, và điều đó sẽ giúp cho đôi giày được bảo vệ tốt hơn. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, đôi Air Jordan 6 Travis Scott. Wow, thật sự. Để mình lấy ra. Ok, nhìn sơ qua về đôi giày thì mình thấy đây là một đôi giày được hoàn thiện khá là tốt, kèm theo đó là một chất lượng cũng khá là cao nữa. Như các bạn có thể thấy ở đây, gần như toàn bộ phần upper đều được sử dụng một chất liệu da được gọi là nubuck. Và theo như mình thấy thì đây là một chất liệu da sờ rất là sướng tay, cực kỳ mềm và cũng rất là cao cấp nữa. Đi kèm với đôi giày thì chúng ta có hai bộ shoelace, một bộ màu vàng và một bộ màu đen. Nhưng mà theo mình thì mình nghĩ màu olive vẫn sẽ sử dụng được tốt hơn vì nó hợp với đôi giày hơn. Ngoài ra thì đôi giày cũng có những cải tiến nhất định. Ta bắt đầu với đằng sau của đôi giày thì như thường lệ, chúng ta có hai logo ở đằng sau, một logo của Nike Air và một logo của Cactus Jack, cũng như thường lệ thôi. Và một cải tiến mà mình thấy khá là hay đó là trong này đã có một phần pull tab. Chiếc pull tab này thì được sử dụng một chất liệu translucent và kèm theo đó là một màu infrared màu đỏ khá là nổi bật ở đây. Ở phần đằng trước giày thì chúng ta có một chiếc lace lock. Thay vì là một pattern dây giày bình thường thì họ đã thêm cho vào một chiếc lace lock. Ở đằng trước có một hình Cactus Jack và đằng sau thì chúng ta có một logo của Jumpman. Và trên phần dây giày chúng ta có một miếng patch ở đây. Toàn bộ là màu đen, kèm theo đó là một logo màu infrared hình Jumpman khá là nổi bật. Và khi chúng ta kéo cái patch này ra thì chúng ta sẽ thấy ở bên trong là một dòng chữ khác cũng có tên gọi là Cactus Jack nữa. Đây là một chi tiết ẩn mà mình thấy khá là hay. Nó cho thấy là Travis Scott là một người khá là kỹ tính, một người cực kỳ quan tâm đến chất lượng và cũng như là chất liệu và chi tiết của đôi giày. Tiếp đến chúng ta sẽ tới phần lưỡi giày. Như các bạn có thể thấy, phần lưỡi giày ở đây chúng ta có hai cái lỗ hình ô vuông này. Và hai chiếc lỗ này sẽ giúp bạn đi đôi giày vào dễ hơn, cùng với sự trợ giúp của chiếc pull tab này nữa. Và mình vừa mới nhận ra một điểm trên phần lưỡi giày, đó chính là một chi tiết deconstructed ở phần vải. Và như các bạn có thể thấy, phần vải chúng ta đã bị xù ra một tí. Và chi tiết này đã đắp thêm cho đôi giày một cái vibe khá là bụi bặm nữa.
và cũng hoàn thiện đôi giày hơn. Một chi tiết rất quan trọng mà mình cực kỳ thích ở đôi giày này đó chính là phần side pocket. Như các bạn có thể thấy ở đây, đây mình có thể mở ra này. Và ở bên trong chúng ta có một logo của Cactus Jack và phần bên trong của chiếc túi. Đây là một chi tiết khá đơn giản thôi nhưng mà mình nghĩ là nó cực kỳ hợp với vibe của đôi giày, với cái phong cách của đôi giày. Theo như mình thấy thì đây là một đôi giày màu olive. Và màu olive thì trông cũng khá là military một tí. Và military thì khá là tactical. Nên là mình nghĩ đây là một điểm nhấn khá là đẹp cho đôi giày này. Mặc dù nhỏ nhưng chiếc túi này cũng có thể để những đồ vật nhỏ như là một số đồ dùng học tập như là tẩy này. Chúng ta có thể để tiền vào đây này. Hoặc là để phao thi. Hoặc là trong một số trường hợp mà giày bạn bị bẩn thì chúng ta có thể dùng một miếng crepe wipe. Shout out to crepe. Và cho vào trong này. Hễ khi nào giày bẩn thì chúng ta có thể mở ra và lau giày thôi. Moving on tới phần midsole thì mình thấy đây là một phần midsole được thiết kế khá là giống với những phiên bản Air Jordan 6 trước. Ngoài việc là Travis Scott đã thêm vào một chất liệu được gọi là glow in the dark. Như các bạn có thể thấy một phần trắng ngả vàng ở đây. Và đó là chất liệu glow in the dark. Và glow in the dark là một chất liệu mà khi chúng ta chiếu đèn vào, chiếu ánh sáng vào thì chúng sẽ phát ra một màu xanh, xanh lá cây đậm. Nhìn cực kỳ đẹp và mình thấy là đây là một touch khá là hay. Và nó còn hợp với cả tông màu của đôi giày nữa. Phần outsole thì mình thấy là vẫn giữ được truyền thống của những đôi Air Jordan 6 khác. Ngoài việc là Travis Scott đã add thêm những chất liệu glow in the dark vào đây. Và một chi tiết nho nhỏ nữa mà mình mới tìm ra ở đôi giày này là như các bạn có thể thấy những phần lỗ nhỏ li ti trong đôi giày này. Thì theo như mình vừa mới tìm hiểu được thì trong từng chiếc lỗ này thì đều có một chất liệu 3M. Có nghĩa là khi bạn chụp ảnh vào thì nó sẽ phát sáng lên và nhìn cực kỳ là cool luôn. Về độ thoải mái thì những đôi Air Jordan 6 luôn được thiết kế cực kỳ chắc chắn như các bạn có thể thấy ở đây. Cực kỳ chắc chắn và cứng cáp. Vậy nên không khó để nói là đôi giày này sẽ không thể nào mà thoải mái được như những đôi runner. Nhưng bù lại thì chúng ta có được một thiết kế đẹp, những chi tiết hay và độc đáo thì mình nghĩ là cũng khá là đáng. Về mặt giá cả của đôi giày thì mình mua được đôi giày này với giá retail là 275 đô đã kèm thuế. Và mình cóp được đôi giày này ở trên một ứng dụng của Nike được gọi là Sneakers App. Giới thiệu qua về ứng dụng Sneakers thì đây là một ứng dụng được phát triển bởi Nike. Và trong ứng dụng này thì các bạn có thể tìm mua được những đôi giày limited, những đôi giày cực kỳ đẹp và những đôi giày hit giống như đôi Air Jordan 6 này. Và tùy thuộc vào đôi giày mà các bạn định mua thì họ sẽ có những kiểu phát hành khác nhau. Và theo như đôi Air Jordan 6 này của mình thì đôi giày này được phát hành theo một hình thức được gọi là draw. Và hình thức draw là họ sẽ cho các bạn một khoảng thời gian nhất định, khoảng 10-30 phút. Và trong khoảng thời gian đó thì bạn sẽ phải enter vào cái draw đó, hay còn được gọi là một cái raffle. Và sau 10 phút thì họ sẽ bắt đầu chọn ra những người thắng cuộc và trạc tiền của họ. Và mình là một trong những người may mắn đã có thể sở hữu được đôi giày này. Mình cảm thấy mình là một người cực kỳ là may mắn bởi vì trong buổi phát hành đó mình đã ngủ muộn. Buổi phát hành thì được diễn ra vào lúc 7 giờ và kết thúc vào lúc 7 giờ 10. Thì 7 giờ 5 phút mình mới dậy. Rất là may, cực kỳ, thật sự là rất là may là bạn mình đã gọi được mình dậy. Mình đã cực kỳ hốt hoảng, mình đã enter tất cả những cái draw đó nhưng mà lúc đầu không được. Và mình cực kỳ là hoảng nhưng mà cuối cùng thì sau 3 phút mình có enter được hết tất cả cái draw đó. Và sau 5 phút còn lại thì mình chờ và mình chờ thôi. Sau khoảng 5 phút sau thì mình đột nhiên nhận được một thông báo từ bank của mình nói rằng là mình đã được chạc khoảng 275 đồng. Và mình cực kỳ là bất ngờ, mình cũng rất là hoảng hốt, mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Mình quay lại màn hình chính ở trên giao diện của Sneakers thì đột nhiên hiện lên một thông báo với dòng chữ là Gordon. Và oh my god, cảm giác của mình cực kỳ là vui sướng mà không thể tưởng tượng được đâu. Mình hét ầm cả cái căn hộ của mình lên luôn. Và yeah, đấy là sự tích tại sao mình có được đôi giày này. Oh, và bạn mình cũng đã góp hai đôi nên là yeah, cũng khá là may mắn cho bạn. Shout out to you, amen. Tiếp đến mức giá resale của đôi giày thì hiện tại đôi giày này đang có một mức giá resale khá là cao trên các ứng dụng như là Goat và StockX. Mức giá này dao động vào khoảng 1.000 cho đến 1.200
theo size 8 của mình. Nhưng hiện tại thì mức giá này đang có một dấu hiệu giảm sút. Theo như mình nghĩ thì đây là một điều khá là bình thường, vì trong khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà những người mua được đôi giày, những seller sẽ nhận được đôi giày của họ. Và mình biết là một trong số họ sẽ cố bán đôi giày này nhanh nhất có thể để thu lại được một lợi nhuận cao. Và càng nhiều người bán thì mức giá sẽ càng chìm đi. Mình cũng khuyên cho những người mà muốn mua đôi giày này thì đây là một thời điểm cực kỳ thích hợp cho các bạn để có thể cóp được đôi giày này với một mức giá rẻ hoặc là mức giá steal hơn bình thường. Và đối với những bạn mà đang sở hữu đôi giày này mà có ý định muốn bán thì cách tốt nhất bây giờ là các bạn nên om đôi giày này lại. Thời gian om có thể tùy thuộc theo các bạn. Các bạn có thể om ngắn hạn vào khoảng 2-3 tháng, hoặc các bạn có thể om dài hạn hơn, tầm từ 10 tháng cho tới 1 năm. Thời gian các bạn om càng lâu thì giá trị của đôi giày sẽ càng ngày càng cao. Theo như mình biết thì vào năm sau, Travis Scott sẽ ra thêm một phối màu vàng nữa cho đôi giày này. Và tin mình đi, vào thời điểm này năm sau, đôi giày này sẽ trở nên khan hiếm hơn rất nhiều và mức giá resale sẽ cao hơn rất 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 nhiều. Vậy để tổng kết lại thì liệu mức giá $250 hoặc 6-7 triệu Việt Nam đồng có xứng đáng để bạn bỏ ra không? Và câu trả lời của mình là có. Tuy các bạn sẽ không thể có được một sự thoải mái nhất định như những đôi runners, nhưng bù lại thì các bạn có một đôi giày được hoàn thiện tốt, một đôi giày đẹp, và ngoài ra là có những chi tiết cực kỳ là cool ngầu và cá tính nữa. Và video mở hộp trên tay và review về đôi giày Air Jordan 6 Travis Scott của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem video này. Nếu các bạn thích video thì đừng quên ấn like, subscribe, hãy để lại những comment về những gì bạn thích về video này và cả những gì bạn chưa cảm thấy hài lòng về video này để mình có thể học hỏi và cải thiện mình hơn trong những video sau. Và một lần nữa, mình tên là Đức và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Alright, peace.